Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ thu cái mẻ chuột này. Mẻ này rơi vào tầm 15 cân. Chứ là bình thường người ta phải thu được 3 mẻ liền, 3 mẻ, đây chú còn nằm một nhát hết. Thì không biết là có con nào như con đấy con đều không, chứ nó dài này chưa chắc. Nếu mà người nào không thui quen thì con đen, con vàng. Bình thường 15 cân này người ta phải thui cho 3 mẻ, mỗi mẻ thì tầm 5 cân thôi. Còn nếu người nào cẩn thận người ta chỉ thui khoảng 2 cân, 3 cân một mẻ thôi. Mẹ chuột này hôm qua là 4 ông con bắt là hầu như là lúa người ta hái, khu đến lúa người ta hái còn có ruộng chưa gặt, thế nên là chuột rất là béo. Ôi vẫn chưa được. Chỗ con chuột đấy, đấy đấy đấy. Chắc gió tạt kiểu này nhỉ. Đây, từ đây nhỉ. Đây, quạt từ bên đầu này. Đây các bạn thấy mớ chuột đấy, thui này. Rất là ngắn luôn, đấy. Thui có khi là chiều dài của nó phải tầm 1,5 m. Đây. Mày hôm nay trời này lại đứng gió, nó như mọi hôm nó quấn gió thì đang quạt hướng nọ sọ hướng kia. Vấp nóng thế. Các bạn thấy chưa? Đấy, vui đây, đám này thì là qua rồi, còn đám kia đã hết đâu. Đấy, còn khoảng. Đấy các bạn thấy đấy, thành quả đấy à.
quẹt thì đã đẹp chưa. Đó, rất là dài luôn. Ở đây mình sẽ quay trực tiếp. Bạn thấy chưa? Thui lên trông rất phóng. Cái này là trôi. Quét thì cho đỡ dính ro mọi người nhé. Hôm nay thì cũng rất là may là hôm nay thui là được cái là không có gió, nó không cho nên nó chỉ một hướng thôi, chứ mà hôm này nó gió lung tung, lúc đang quạt hướng này lại quấn hướng kia nên là quạt rất là khó. Hôm nay này không có gió cho nên là xác định là lật hết mẻ này nó rơi tầm khoảng 3 đến 5 phút mới lật được hết nước chuột này nếu lật bụng một mình. Hưng ơi, Hưng ơi, ra bỏ đây. Xin chào cả nhà nhé, hôm nay hôm nay là từ hồi nhỏ đến giờ mình chưa thấy mình vượt như nào nhiều mà vượt dài như thế này. Chỗ này khoảng tầm 15 cân, mình bình thường mình phải chia ra 3 mẻ, mình chỉ thui được 5 cân một mẻ thôi. Mình chú này chú quen rồi, lần này chú thử tài chú thui xem có một phát có đều không, nhưng mà được cái được một mặt là ok rồi, còn một mặt bụng nữa thôi. Đấy, lật thì bây giờ khoảng mất khoảng 5 phút rồi, bây giờ mới gọi là tập tạ. Hôm nay này có chuột cụ có này, chuột ông này, chuột bà này, và chuột cô chú thì có hết. Nam mày thấy ai thui mới chuột tại nhà chưa? Ở tắt hương lên một mùa tối về buổi đặt lên thôi cho nước rửa cốc nước xà chẳng hết chưa? Hôm thì khách người ta lấy nửa lọ nửa kia trắng, hôm nay ngày đầu tháng người ta không lấy trắng, người ta cho thu hết. Thank you.
lót vào đâu ạ? Đây là quá trình khó khăn nhất là cái bụng rất là khó, nhiều lửa chính là nhất bị cháy nó lùi chúng ta nó dày hơn là một quạt có thể là cho lửa nó cũng được. Bây giờ là sẽ có cái mâm, mình sẽ cho ra mâm xong rồi vào cọ rửa lại và mổ xong và mổ xong mình sẽ đóng cho đi quên tạm dừng giờ mình bắt đầu rửa chuột như vậy nhé. Hôm nay không còn gió, hôm nay còn gió, chắc là khu này nó hơi nhau. Mọi người nhìn, mình một mé hết đấy. Từ 11 giờ 1 tuổi đến đấy ra đăng ký đấy. Mọi người bóng chưa đẹp chưa đều chưa một loại hàng chuẩn đâu chứ không chắc là có hàng chuẩn ngồi như thế thì con mổ chuột thì mọi người nhớ bỏ hai cái giấy khoai ở chỗ này ra này. Nó có hai bên chủ yếu là hai cái giấy khoai với cái vọng đái nó cũng ở dưới, còn hai cái giấy khoai mình nhìn rõ nhưng mọi người giờ đè trắng trắng đây. Chuột chủ yếu là bỏ hai cái này ra mọi người nhé. Xếp ấy mới được nhau. Này dưa nó không gió, dưa dưa nó không gió. Này không còn gió. Này giờ nó hết cáo rồi.
nữa. Má mới ra cắt cho bà cái quạt rồi hen. Đang mua đá đi. Kìa. Không cho dân đi mua đá. Mua chuột giá trị mà. Chuột mùa này béo. Lùng. Chủ yếu là hai cái dây khoảnh, mọi người nhớ làm chuột nhớ bỏ hai cái dây khoảnh này. Nếu bộ lăng ở sang Thái Bình, sang tháng 11 ở cái đấy, bộ lăng bắt đầu nó cấy. Cấy cấy mọi người. Đây là thí điểm Vinh Ngạc. Nhưng cuối cùng thì cái thí điểm cho được kéo đâu. Còn tột, còn được 4 nạn, 3 4 nạn. Tháng 11 hả, đây còn cấy. Nó ở dưới kia ngạnh bê em. Nhắc đi nó. Mọi người nhìn trên con chuột ác. Đây là ấy đấy, nay còn to. Đây là đọc chú đồng đi này. Mình. Xem về nói không? Úi giời, nhìn này. Cái mâm này mà nhà cái nó bắt nhà trai vào bê kia. Mâm này mà đi để đi mang đi nhọc đi lễ thì cũng nhọc đây. Đây mọi người nha. Lắm. Đây mọi người, nhìn chuột béo chưa? Đấy. Toàn con béo muốn biết nha. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.